Dạ vâng, kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Em Cường Lãng đã quay trở lại với quý vị và các bạn rồi đấy ạ. Thì sau một thời gian nghỉ dịch khá dài thì tôi đang cảm thấy em chính thức hoạt động trở lại vào ngày 1 tháng 10 vừa rồi. Và ngày hôm nay thì trên tay em đang cầm đây là bảng báo giá cập nhật mới nhất sau dịch của tất cả những mẫu xe hiện tại đang có tại Toyota Tân Cảng nhé. Thì clip này thì em Cường xin gửi đến báo giá nhanh tất cả những mẫu xe đang có ở ngay phía sau lưng em đây. Cũng như là em sẽ giới thiệu gọi là giới thiệu tóm tắt và giới thiệu nhanh về mẫu xe này, đời xe cũng như là số km và một số option đã được trang bị trên xe nhé. Thì mời quý vị các bạn cùng theo chân em Cường để điểm qua những cái mẫu xe hiện tại đang có tại Toyota Tân Cảng với em nhé. Xin mời quý vị và các bạn ạ. Dạ vâng, thì trước mặt quý vị đây là mẫu xe đầu tiên, đó là mẫu xe Yaris nha quý vị. Xe này là mang màu ngoại thất màu bạc, xe được sản xuất năm 2015. Và xe này chạy rất là ít, cũng mới chỉ có 15.000 km thôi. Và đang được Toyota Tân Cảng bên em chào bán mức giá là 475 triệu nha quý vị. Xe mang biển số thành phố. Về phụ kiện thì xe này trang bị phụ kiện cũng cơ bản. Có dán phim, chạy sàn, ốp lườn xe. Xe này thì vẫn giữ nguyên cái bộ ghế nỉ nha quý vị. Thì về những cái mẫu xe đây thì em chỉ gọi là nói nhanh qua những mẫu xe đang có và em sẽ làm một clip chi tiết giới thiệu từng mẫu xe. Thì quý vị các bạn có thể là đăng ký kênh của em để theo dõi những clip em giới thiệu chi tiết từng mẫu xe, thì có thể gọi là xem kỹ hơn về thông tin xe nhé. Thì bây giờ clip này thì em chỉ lướt qua nhanh thôi. Đó. Và em nhắc lại đây là mẫu xe Yaris 2015 nha quý vị. Xe mẫu xe chạy gia đình và chạy được 15.000 km và giá là 475 triệu nha quý vị. Xe mang biển số thành phố. Rồi tiếp theo đây là một mẫu xe phân khúc A là xe Wigo. Số tự động nha quý vị. Sản xuất 2019 và xe chạy được 25.000 km với màu ngoại thất màu trắng. Xe này ODO của nó là 25.000 km và giá bên em Toyota Tân Cảng em đang liên biết là 350 triệu. Thì tất cả những mẫu xe này sau đợt dịch thì cái giá mà em đang báo cho quý vị là giá đã được bên em đã fit lại điều chỉnh, có giảm xuống từ 10 tới 20 triệu. Nhưng khi quý vị các bạn mà lên xem xe, chúng ta có thể là thương lượng trao đổi thêm về giá cả cũng như những option trang bị trên xe theo ý muốn của quý vị nha các bạn. Em nhắc lại xe này là xe Wigo 2019 và mang biển số tỉnh này, chạy được 25.000 km và giá limit là 350 triệu nha quý vị. Rồi tiếp theo đây là mẫu xe Atit. Mẫu xe này mẫu xe rất là mới nha quý vị, xe 2020 và chạy được khoảng 18.000 km và giá bên em đang chào bán là 705 triệu. Mẫu xe này là mang biển số tỉnh luôn. Màu ngoại thất màu đen. 1.8G số tự động nha quý vị. Rồi tiếp theo đây là mẫu Camry này. Đây là Camry 2015 và mẫu xe này chạy cũng rất là ít, cũng chỉ mới 39.000 km thôi. Màu ngoại thất là màu nâu vàng. Xe này là Camry 2.5Q, ODO là 39.000 km và giá chào bán là 820 triệu nha quý vị. Bản cao cấp nhất của Camry. Phụ kiện thì full option. DVD, ghế da, che mưa. Rồi, tiếp theo đây nữa là một mẫu xe này cũng rất là hot này, đời 2014 Camry. Cũng là một phiên bản là Camry 2.5Q luôn nhưng mà với màu ngoại thất là màu đen. Và xe chạy được 113.000 km, xe đứng tên công ty. Đây thì quý vị thấy này, có ở đây em sẽ tiện đêm sẽ quay trực quan so sánh cho quý vị có thể thấy hai cái mẫu này luôn, 2014, 2015 này. Đó thì em sẽ có clip để so sánh và cũng như là quay giới thiệu chi tiết về hai mẫu xe này quý vị coi nha. Nhưng bây giờ em chỉ quay qua thôi. Đó, sự khác biệt giữa hai mẫu xe quý vị có thể tham khảo qua. Đó, đây là 2015, còn đây là 2014. 2014 là mức giá là 720 triệu nha quý vị. Xe này là xe công ty, mang biển số tỉnh 60. Đó, nhưng mà xe cũng rất là đẹp, rất là liền mạch ha. Và tiếp theo đây nữa là một cái xe cực kỳ gọi là đắt hàng của Toyota, một cái xe là tạo lên cái tên tuổi thương hiệu gọi là ông hoàng dịch vụ, xe Toyota Vios. Ở đây chúng ta có là Vios G CVT 2020 nha quý vị, chạy được 20.000 km. Thì hiện tại Toyota Tân Cảng bên em đang bán mức giá là 540 triệu nha quý vị. Bản G, bản cao cấp này. Xe được nâng cấp, màu ngoại thất là màu đồng, gọi là màu đối với ớt gọi là màu lục vàng nha quý vị.
biển số xe này, biển số thành phố nha quý vị. Phụ kiện xe này thì gọi là cũng gọi là full option rồi, có dán kính che mưa, bọc ghế, DVD, camera xe. Phía trước thì có cảm biến trước sau luôn, đèn là projector. 540 triệu cho mẫu xe này, rất là đẹp. Rồi tiếp theo đây là một mẫu xe gọi là bên em cũng chỉ có một chiếc duy nhất thôi, Honda Jazz RS2018, xe chạy được 42.000 km. Bên em đang chào bán mức giá là 510 triệu nha quý vị. Xe mang biển số thành phố 51G18941. Một xe Honda. Bên em có mẫu xe. Còn mẫu xe của hãng khác bên em bây giờ cũng còn đang còn một số chiếc Honda, như là cái chiếc này, và chút xíu em sẽ giới thiệu thêm một chiếc Honda CRV kia. Những mẫu xe rất là đẹp bên em đã thu về. Hiện tại đang chào bán. Rồi thì tiếp theo luôn đây là một quý vị cùng bước tới là xe Camry 2015. Xe chạy được 78.000 km. Mẫu xe 15 là mẫu mới này, cũng là 2.5Q luôn ha. Hiện tại xe này bên em đang chào bán là 815 triệu nha quý vị. Đó, mẫu xe 2.5Q rất đẹp này, màu đen. Xe mang biển số, đây, quay luôn biển số này. Đây mang biển số thành phố nha quý vị, biển số cũng khá là đẹp, 16618. Rồi thì mình bước qua một mẫu xe tiếp theo ngay liền kề, đây là mẫu xe Avanza hay còn gọi là tiểu Innova, màu trắng. Quay lướt qua cho quý vị có thể coi. Xe 2019 nha quý vị, thì bên em xe này cũng đã fit giá khá mạnh và bên em đang chào bán mức giá chỉ là 495 triệu thôi. Còn mức giá cũng khá là hời. Avanza số tự động như quý vị, 1.5G số tự động, chạy được 65.000 km, và xe 2019. Về phụ kiện thì xe này cũng được lên ghế da, dán phim, trải sàn. Đó, phụ kiện cơ bản ha. Xe cũng là mang biển số thành phố luôn nha quý vị. Rồi tiếp theo đây nữa là một xe Innova này, của một xe MVP. Số sàn cực kỳ ưa chuộng luôn. Xe đời 2019 nha quý vị, và xe chạy được 31.000 km, chạy cũng khá là ít. Và hiện tại tôi Tân Cảng bên em đang chào bán mức giá là 655 triệu. Đó, so với thời điểm trước dịch thì xe này cũng đã giảm được tới 15 triệu rồi. Cái xe này phải nói là em đánh giá là một xe rất là đẹp, rất là liền mạch. Đó, phụ kiện thì full option luôn, che mưa, chén cửa, ghế da, DVD, camera xe, bọc trần, trải sàn, nói chung là không thiếu cái gì hết á. Đó, và tiếp theo đó là một mẫu xe gọi là phải nói là siêu lướt và rất là đẹp, cực kỳ hầm hố, Mitsubishi Cross nha quý vị. Xe thì bên em cũng mới thu về thôi, thì khách hàng xe này cũng mới chỉ xe này chạy khoảng gần 3.400, và mức giá chào bán là 640 triệu nha quý vị. Thì mức giá là bên em, thì quý vị bạn lên coi xe trực tiếp thì có thể là tham khảo, chúng ta có thể là thương lượng về giá cả. Đó, lẽ có nói xe này đang kiểm tới tận tháng 5 2023 là nha quý vị. Xe này là không gọi là xe còn dơn sơn zin từ đầu đến cuối luôn này, cực kỳ đẹp luôn. Đó, nhìn từ cái mâm cũng thấy là rất là đẹp, rất là hầm hố rồi. Phụ kiện bên trong cũng full option, che mưa, chén cửa, rồi ốp gương, viền đèn, cái sàn, mọc trần, không thiếu thứ gì luôn nha. Rồi tiếp theo đây nữa thì lúc đấy là có tiểu Innova đúng không ạ? Thì đây là tiểu Fortuner Toyota Rush. Mẫu xe này là mẫu xe 2019 nha quý vị, mới chạy chỉ có 13.500 cây thôi, màu trắng. Đây, xe này là mẫu xe mang biển số 68, biển số tỉnh. Xe cũng mẫu xe rất là đẹp, nó đi cực kỳ ít luôn. Và bên em thu về cũng làm maru xong và đưa ra đây, thì phụ kiện cơ bản chúng ta thấy là có che mưa, chén cửa, ghế da, DVD, camera xe, trải sàn, mộc trần. Ngoài này có thêm viền đèn trước, viền đèn sau luôn này. Phụ kiện rất là đầy đủ rồi. Rồi thì đến đây một cái mẫu xe gọi là cũng rất là
gọi là hot hàng của Toyota này. Mẫu xe này thì bên em gọi là sau đợt dịch thì mới làm Maru xong. Con xe cũng là xe mới rất là mới về này. Và cái này thì em sẽ làm clip sớm nhất để quý vị gửi đến quý vị bạn có thể là theo dõi này. Fortuner 2018 nha quý vị. Xe này chạy khoảng 47.000 và cũng được đao giá xuống khá đáng kể. Hiện tại bên em đang chào bán là mức giá là 885 triệu cho mẫu xe 2018, nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo, full phụ kiện, DVD, ghế da, dán phim, chạy sàn, bọc trần, che mưa, chén cửa. Nói chung là phụ kiện, những cái phụ kiện cần thiết nhất thì đã đều được bên trên xe này rồi. Cực kỳ đẹp luôn nhá. Xe này là xe tháng trước tháng sau đều là tháng đĩa nha quý vị. Đó. Rồi thì tiếp theo đây em xin giới thiệu đến là một quý vị các bạn là mẫu xe, đây là mẫu xe Camry. Cũng là một chiếc 2.5Q. Ở đây chúng ta có là 2.5Q đời 2013. Đó, vâng, chính xác là 2013, biển số thành phố này. Xe chạy được khoảng 118.000 km và giá chào bán bên em đang để là, đợi em một chút xíu nha, 640 triệu nha quý vị. Một mức giá cũng khá là mềm. Còn xe thì nói chung là về chất lượng xe thì quý vị các bạn có thể hoàn toàn yên tâm. Tất cả những cái xe mà về đến Tân Cảng em thì là cam kết là không đâm đụng, không ngập nước. Chất lượng 100% chính hãng và có bảo hành chính hãng tại Toyota Tân Cảng em luôn nha. Bảo hành Toyota Sure ha. Xe rất là đẹp. Rồi chúng ta sẽ cùng lướt xuống hàng thứ hai, đây là những mẫu xe SUV. Mẫu xe cỡ lớn, cực kỳ đẹp, cực kỳ hầm hố. Thưa quý vị, thì đây là mẫu xe là em cũng đã có clip giới thiệu từ đợt trước dịch rồi. Đây là mẫu xe Fortuner. Đó là một con quái thú phiên bản cao cấp nhất 2021 siêu lướt. Số km chạy chỉ tới số hàng chục thôi. Thậm chí bây giờ nó chưa chạy tới 50 km nha quý vị. Quý vị không nghe lộn đâu, 50 km. Đây là bản hai cầu máy dầu, số sạc, số tự động nha quý vị. Xin lỗi quý vị. Cái này là bản nâng cấp mới nhất hiện tại của Toyota Fortuner. Bao gồm những cái công nghệ tiên tiến như là camera 360 độ, cảm biến trước sau, cảm biến góc, đá cốp tự động, hệ thống an toàn Toyota Safety Sense. Đó thì cái điểm mà nhận diện Toyota Safety Sense đó chính là cái logo phía trước, đây là logo là bằng kính nha quý vị. Thì trong nó sẽ có radar. Đó thì cái giá xe này thì bên em cũng đã fit nhẹ xuống. Hiện tại đối với chiếc Fortuner này, bên em đang chào bán mức giá chỉ là 1 tỷ 380 triệu thôi nha quý vị. 1 tỷ 380 triệu, một giá rất là hời. Giảm khá là nhiều so với thời điểm trước dịch. Đó. Rồi thì tiếp theo đây nữa thưa quý vị là mẫu xe Innova số sàn 2018 nha quý vị. Xe này chạy được 95.000 km. Màu bạc. Xe mang biển số thành phố nha quý vị. Phụ kiện thì cũng gọi là rất là đầy đủ rồi. Bên trong thì có DVD, camera rear. Và giá bên em chào bán một cái giá cũng được điều chỉnh khá nhiều, chỉ với 595 triệu nha quý vị. Chiếc xe màu bạc này bên em đã kiểm tra 176 cũng như là hoàn tất quy trình Maru đưa ra trưng bày. Xe rất đẹp và liền mạch nha quý vị. Phụ kiện đầy đủ. Rồi tiếp theo đây nữa là một mẫu Innova phiên bản đặc biệt, phiên bản Innova Ventura màu đen. Xe 2018 chạy được 57.000. Màu đen phụ kiện. Đây thì ta có thể thấy là có dán phim. Bộ ghế da, chạy sàn. Xe này mang biển số tỉnh nha quý vị và giá chào bán là 705 triệu. So với thời điểm trước dịch thì bên em đã chào bán xe này là 735, bây giờ còn 705, tức là xe này cũng đã giảm tới 30 triệu rồi. Một mức giá khá là hợp lý để cho quý vị khách hàng có thể là dễ tiếp cận và có thể là dễ lựa chọn và sở hữu xe này hơn ha. Rồi, tiếp theo đây là một cái mẫu xe. Đây thưa quý vị, Mazda này, 5 chỗ. Đó, rộng rãi, thoáng mát. Đô con, không sợ ngập nước khi di chuyển trong thành phố. Mazda CX-5 nha quý vị. Đây, Mazda CX-5 đời 2018, xe mới chạy chỉ có 50.000 km thôi. Và bên tôi tất cả bên em đang chào bán mức giá là 750 triệu nha quý vị. Màu ngoại thất màu xanh rất là đẹp này.
Rồi tiếp theo đấy nữa là chiếc Toyota tiểu Fortuner, Toyota Rush. Chiếc thứ hai là em có bên em đây là chiếc xe màu bạc nha quý vị. Đây thưa quý vị. À, xe mang biển số 76 này. Xe này đời 2018 và chạy được khoảng 48.000 km. Thì bên em cũng đang chào bán mức giá khoảng cái tầm trên 550 triệu một xíu. Phụ kiện cực kỳ nhiều luôn, đầy đủ hết ha. Đó, thì cái này có thêm cả thêm cái ốp lườn. Đó, ốp lườn xe đây. Và những cái phụ kiện rất là nhiều trên xe này. Đó, chỉ khoảng vứt 550 triệu nha quý vị. Mức giá khá là hời. Biển số tỉnh chạy được nó lại chính xác là khoảng 48.500 km từ 2018. Vâng, thì tiếp theo đây vẫn là một chiếc Camry, nhưng mà chiếc Camry này thì cực kỳ đẹp đi, 2015 mà mới chạy chỉ có 55.000 km thôi. Giá là 820 triệu nha quý vị. 2.5Q đời 2015. Màu nâu vàng. Xe này cũng là một xe mang biển số thành phố. Cực kỳ nét nha quý vị. Đẹp mê hồn. Vâng, thì đây. Lúc nãy khi giới thiệu con Honda ra thì em có nhắc đấy. Thì đây chính là chiếc Honda CR-V đời 2013. Chạy 72.000 cây. Phải nói là Honda CR-V là mẫu xe rất rộng rãi và chạy cho cảm giác lái rất là đã. Và công nghệ trên xe này thì được đời 2013 nhưng mà option của nó cũng khá là nhiều, như là đèn projector này. Rất là rộng rãi, rất là hầm hố và thiết kế rất là đẹp. À, mức giá chỉ hơn 600 triệu một xíu thôi. 605 triệu đối với mẫu xe Honda CR-V này. 600 triệu tròn, chỉ 600 triệu thôi chứ không phải 605 nữa, tôi xin lỗi. Xe mới chạy chỉ có 72.000 km thôi. Xe cũng là xe mang biển số thành phố và biển số cũng là khá đẹp, 51A81127. Đó, biển số khá là ok ha. Rồi, tiếp theo đây nữa là mẫu xe Innova đời 2018 và chạy được 54.000 km ha. Đây, mình coi qua một xíu nào. Vâng, Innova nha quý vị, Innova 2018 chạy được 54.000 km, mang biển số tỉnh, màu ngoại thất là màu đồng ánh kim và giá chỉ khoảng 580 triệu thôi. Số sàn nha quý vị. Rồi tiếp theo đây nữa là một mẫu xe Innova số cũng là một số sàn luôn, 2018. Chạy 76.000 và 580 triệu. Màu bạc. Xem em coi biển số ở đâu nào. À, xe này biển số 66 nha quý vị, biển số rất Đồng Tháp này. Rồi, em cứ lướt nhanh qua mẫu xe tiếp theo luôn, đó là mẫu xe Innova số tự động đời 2015, chạy 110.000. Innova số tự động 2015 chạy 10.000 và chỉ có với 409 thôi. Xe biển số thành phố và là xe công ty nha quý vị. À, xe đối với xe công ty thì những khách hàng là công ty có thể lựa chọn xe này, số tự động mà rất là phù hợp. Và chúng ta có thể là bên em sẽ xuất hóa đơn đủ cho quý vị. Thì xuất hóa đơn đủ là sao? Khi em bán 409 thì em sẽ xuất hóa đơn đủ 409 là quý vị có thể hoàn lại phần VAT là 10% tương đương 49 triệu. Đó, gọi là có thể giúp quý vị các bạn tiết kiệm khoản tiền khá là đáng kể đúng không ạ? Rồi em nhắc lại đây là Innova G 2015 nha quý vị, chạy 110.000 và giá là 490 triệu, mang biển số thành phố, xe đứng tên công ty. Rồi thì tiếp theo đây nữa là mẫu xe Innova cũng là một mẫu xe số tự động luôn, đời cao hơn, đó là đời 2018 và xe chạy được 136.000 và với mức giá là 595 triệu nha quý vị. Xe này là cũng là một xe mang biển số thành phố. Xe này đứng tên cá nhân, chạy được 138.000. Phụ kiện đầy đủ, full option, bọc ghế, dàn phim, che mưa, che sàn. À, bộ ghế này có bộ ghế là màu kem nha quý vị, bộ ghế cũng khá là thú vị. Rồi, đây là mẫu xe cuối cùng hiện tại bên em đang trưng bày ở đây, đó là mẫu xe đây, quý vị thấy này, mẫu xe Innova mà là Innova đời mới, Innova 2020 nha quý vị. Số sàn màu trắng. À, xe này là mang biển số thành phố này. À, xe này là trước chủ cũ người ta đã mua gọi là với mục đích kinh doanh thì ra biển số vàng luôn. Thì xe này rất là phù hợp với khách hàng khi mà mua mình sử dụng kinh doanh thì không cần đổi biển số, sẽ giữ nguyên cái biển số vàng này và có thể đăng ký kinh doanh thôi.
phụ kiện thì đầy đủ rồi, dán phim, che mưa, chạy sàn. Và hiện tại thì bên em đang chào bán mức giá là 680 triệu nha quý vị. À, em xin lỗi, đợi em xíu. 2020. Vâng, em nhắc lại nha, đây là mức giá của mẫu xe này là 640 triệu này, 2020, chạy được 18.000 km, 2.0e số sàn, 37 số thành phố. Phụ kiện gọi là cũng là một mẫu xe full option. Những mẫu xe mà khách hàng sử dụng tại dịch vụ thì người ta gắn rất là nhiều phụ kiện gọi là cần thiết và hữu ích nha, như che mưa này, chén cửa này, bộ ghế da này, DVD này, về đèn trước sau này, chạy sàn, bọc chân. Đó, những cái trang bị là không thể thiếu được một cái mẫu xe mà sử dụng tại dịch vụ. Đằng phía sau này cũng có cái lẹp chống chảy càng sau luôn. Đó. Thì vừa rồi là em cũng đã giới thiệu qua tất cả những mẫu xe hiện tại tôi đang cảm thấy em đang có, và bên em cũng đang còn một số dòng xe đang đưa vào làm maru và sẽ chào bán cho quý khách hàng mà trong thời điểm sớm nhất. Thì rất là cảm ơn quý vị khách hàng đã theo dõi clip của em đến thời điểm này. Và những cái giá cả mà em đã chào vừa rồi là cũng cái giá mà chúng ta có thể tham khảo khi mà để quý vị có thể là ứng chừng túi tiền của mình nhé. Như khi xem xe thực tế thì chúng ta có thể là vẫn là thương lượng và đàm phán về giá cả cũng như những option được trang bị trên xe. Dạ, thì clip này cũng là khá dài rồi thì em cũng xin kết thúc clip ở đây. Xin kính chúc quý khách hàng của em luôn luôn thật nhiều sức khỏe này, an khang thịnh vượng này, cố gắng giữ gìn 5K, vệ sinh thật tốt để con vi khuẩn Covid nó tránh xa mình nhé. Rồi, em xin kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở các video tiếp theo của em nhé. Một lần nữa là kính chúc quý khách hàng của em thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.